Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tranh một chú quân, một chú trâu nha. Đầu tiên mình sẽ vẽ con vẽ khắc họa bằng bút chì trước. Đó, các bạn ơi, mình đang phác họa những cái hình ảnh con trâu nhá. Phác họa bằng bút chì để cho chúng ta dễ dàng sửa chữa. Mình đang vẽ cái đầu của con trâu nhé, vẽ cái mắt này. Điều hòa của thằng Khang là điều hòa gì khác nhỉ?
khi vẽ tranh thì các bạn phải khắc họa trước hình ảnh của chú trâu, rồi chúng ta mới đi đến những bước tiếp theo là vẽ in đậm và tô màu. Đầu tiên sẽ phải khắc họa trước, khắc họa bằng bút chì để chúng ta dễ dàng chúng ta tẩy sửa chữa. Cây đồng cỏ nhé. Quả núi bên sau những con thỏ, một quả núi rất là đẹp. Cái cành cây mình đang vẽ, mình tay mình vẽ đó. Mình đã đang phác họa ra hình con trâu rồi đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta vẽ từ từ để cho không bị lỗi nhé.
cây thôi, đường phía sau đồi khá là đẹp. Nhìn tay mình vẽ nhá, bây giờ mình sẽ khắc họa những cái chân của con trâu này. Nha, giờ là mình đang vẽ hai cái chân trước của con trâu nhé. Đây mình cái này là vẽ cái móng này. Mình đã vẽ xong cái chân trước nha, mình vẽ xong chân trước con trâu này.
Con trâu thì nó rất là thân thuộc với những người nông dân Việt Nam các bạn ạ. Nên là mình ở đây mình đang vẽ một con trâu đực. Con trâu có thể kéo cày. Đó. Đối với những người nông dân Việt Nam thì ở đồng quê thì không thể thiếu được con trâu, con bò. Đây, giờ mình tiếp tục là vẽ thêm luôn cái đường chân sau này. Mình làm để cho nó cân xứng giữa hai chân với nhau. Vẫn chưa cân xứng lắm. Thế là mình đã vẽ xong cái chân rồi. Đây mình sẽ tô màu đen này các bạn, tô viền màu đen để cho nó nổi bật. Bây giờ mình sẽ sửa cho tẩy xóa những cái
nét thừa đi nhá. Đó, đẹp. Đó, mở đi nhá. Bây giờ mình sẽ tô lại bằng bút màu đen để cho con trâu của mình rõ ràng hơn nhé. Tôi lại bằng bút màu đen thì thấy những cái cảnh vật nó rõ hơn.
con vật của chúng ta cũng rõ ràng hơn, để chúng ta dễ dàng tô màu cho nó đẹp. Ta tô màu đen xong rồi tí nữa chúng ta sẽ tẩy bằng cục tẩy đi những cái nét bằng bút chì rất là bẩn, chúng ta sẽ tẩy đi, tẩy bớt đi. Bút chì chỉ để chúng ta phác họa lại, phác họa để cho nó dễ, chúng ta dễ vẽ hơn thôi. Còn nếu các bạn muốn tranh đẹp thì các bạn hãy tô lại một bút màu đen nhé.
Bây giờ mình sẽ tẩy bằng nước tẩy, cục tẩy cho nó hết những cái màu trừ đi. Chúng ta tẩy sạch sẽ đi để chúng ta tô màu nó đẹp. Đó, những bước cơ bản của học vẽ thì các bạn nên chú ý điều này. Xanh cho lá
lấy bút bi các bạn tô đậm lại nó đẹp. Nhìn nói đi. Bây giờ bắt đầu tô con trâu màu đen, sẽ tô vào màu chì nó đẹp. Chì đẹp hơn, chì đẹp hơn. Tôi một chì hồi tôi màu sắc không chì đi xanh đi Thank you.
tô đều màu cho nó, cho con trâu chúng ta nhìn đẹp hơn nhé. Chúng ta phải tô đều tay lên, tô đều tay thì nhìn coi là cũng đẹp, đều màu hơn, đẹp hơn. Công đoạn tô màu cũng rất là quan trọng, các bạn phải phối màu sao cho nó hợp nhé. Bạn phải tô đều mà đều tay. Và những chỗ nào cần in đậm thì các bạn tô đậm thêm một chút để lộ rõ những cái nét chúng ta nổi bật của những cái
Bạn nhìn thấy bức tranh của mình đã dần dần hoàn thành và nó đã rất là đẹp. Chúng ta tô màu cho nó hoàn thiện hơn nhé.
bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái, chúng ta phối màu cho nó hài hòa nhất, đẹp nhất. Chỉnh sửa lại bức tranh để chúng ta chuẩn bị hoàn thành những bức tranh nhé. Phối màu cho đẹp này. Sửa lại hết nó đi. Phối màu là nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình đã hoàn thành bức tranh nhé. Nếu các bạn thấy bức tranh của mình đẹp thì hãy nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp cho mình nhé. Bye bye.